Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 11. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho các em ở cái bài số 2 và bài số 3. Và thầy đã hướng dẫn cho các em cái dạng mà chúng ta đi tìm hệ số hoặc là số hàng của một cái biến nào đó trong cái khai triển của cái biểu thức ha. Và các em trong cái clip đó thì thầy đã cho các em cái công thức tổng quát của cái số hàng trong cái khai triển, đó chính là gì các em? TK cộng 1 sẽ bằng là gì? C của chập K N N A mũ gì các em? A mũ N trừ K và nhân cho B mũ K. Đối với cái tổng là A cộng B tất cả mũ N. Các em nhớ thầy công thức đó các em nhé. Để bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cũng công thức đó để các em giải quyết thầy bài số 4 và bài số 5. Được chưa nào? Ok, ta sẽ đi sang bài số 4 em. Trong quá trình học thì các em nhớ click quảng cáo ủng hộ thầy, like, comment tích cực và chia sẻ bài giảng giúp thầy các em nhé. Đó, ok, ta đi sang bài số 4 nha. Tìm số hàng không chứa x trong khai triển. Thì bài này á là giống ở bài số 2, nhưng mà khi tìm số hàng thì nghĩa là chúng ta sẽ ghi cái biến luôn, nhưng mà ở đây không chứa x thì nghĩa là ở đây x mũ mấy em, nghĩa là x mũ 0. Tìm số hàng không chứa x nghĩa là x mũ 0, thì khi đó các em sẽ đi tìm cũng lọc cái công thức tổng quát ra. Sau đó các em sẽ đi tìm trong đó cái biến ở đây chúng ta cần tìm đó chính là k. Khi đó các em sẽ cho nó bằng 0, tại vì không chứa x nghĩa là x mũ 0. Các em nhớ chưa nào? Cách thức làm giống như bài số 2 các em nhé. Các em bạn nào chưa xem ở bài số 2 thì các em phải xem lại. Được chưa? Bước đầu tiên thầy cũng sẽ ghi đó chính là cái số hàng tổng quát của khai triển là như vậy. Thì ở đây là C này, N của chúng ta ở đây tương ứng là 8. Như vậy ở đây là C 8 này, K này, nhân này, số hàng thứ nhất là x mũ 3, đúng không? X mũ 3 tất cả đây là gì? 8 trừ cái gì? 8 trừ K, có đúng không? Số hàng thứ hai của chúng ta đó chính là 1 phần x tất cả mũ gì đây các em? Mũ K. Có được chưa? Hiểu không? Rồi, bây giờ thầy sẽ khai triển cái này ra nha. Bằng tiếp này. C của 8K có để ra đi. Ở đây. Lũy thừa này, tiếp tục thầy sẽ lấy tờ giấy để giảng cho em hiểu chỗ này nha. Thầy nhiều lúc là sợ các em không hiểu á. Đây này. Các em nhớ công thức này không nào? A mũ M tất cả N này, thì nó chúng ta sẽ lấy là M nhân cho N. Thì đây này, ở đây tương ứng với M là số 3 này ha. N là 8 trừ K, thì các em sẽ lấy nhân vô, 3 nhân 8 bằng 24, 3 nhân cho âm K là âm 3K ha. Nghĩa là những công thức thấy như vậy á, học từ trung học nhưng mà sợ các em quên nên thầy phải nhắc lại. Nên clip của thầy nó hơi chậm một chút xíu là như thế. Được chưa? Cái tay đụng máy quay nên thấy nha. Như vậy này, đây là x là gì? 3 x 8 là bằng 24 này, trừ cho 3K. Hiểu chỗ đây đúng không? Nhân ở đây này, 1 phần x mũ K, thì thầy có thể viết trở thành là gì? X mũ gì? Trừ K. Công thức này các em nhớ chứ phải không? Nhớ không? Chắc chắn là nhớ trong này, đúng không chưa? Nhớ thì thầy không cần phải viết lại nữa. Như vậy 1 phần x mũ K thì thầy chỉ biết trở thành là x mũ trừ K. Ok. Đằng tiếp, C của 8K ở đây, x nhân x này, x nhân x nhân hai lũy thừa cùng cơ số, thì em lấy hai số mũ này cộng lại. Như vậy x 24 trừ 3K cộng ở đây nghĩa là trừ K, cộng với âm K nghĩa là trừ K. Các em hiểu nào? Bằng tiếp, C8K ở đây trừ 3 trừ 1 hoàn thành trừ 4K. Ok, tới đây là đã hiểu rồi đúng không nào? Như vậy thì ở đây chúng ta lập luận tiếp. Sau khi chúng ta giải tới đây rồi, khai triển tới đây rồi, thì các em ghi thành là cái số hàng không chứa x
trong cái khai triển ứng với cái giá trị của K là, nghĩa là ở đây các em sẽ cho ở đây là gì, 24 trừ 4K là bằng x mũ gì, x mũ 0. X mũ 0 thì ở đây các em tương đương 4K, 24 trừ 4K sẽ bằng 0. 24 chuyển 4K này qua thì K sẽ bằng mấy, tương đương là K sẽ bằng 6. Có K bằng 6 rồi các em sẽ thế vào thôi. Như vậy thì chúng ta kết luận là, vậy cái số hàng không chứa x trong cái khai triển của biểu thức để cho là C mấy mấy em? 6 ở đây. Các em có thể giải bằng cách bấm máy tính hoặc là chúng ta sử dụng công thức ha. 8 bằng 28 nha, thấy chưa? Ok. Bài số 4 thầy dạy như vậy, các em có hiểu không? Hiểu không hiểu thì các em comment để thầy biết nha. Ok. Ok. Rồi. Chúng ta sẽ đi sang bài số 5 em nhé. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang bài số 5 em. Bài số 5 ha. Từ khai triển biểu thức 3x trừ 4 mũ 17 ha. Thành đa thức, hãy tính tổng các hệ số của các đa thức nhận được. Rồi nào, tính tổng các hệ số của các đa thức nhận được. Như vậy bây giờ chúng ta sử dụng cái khai triển của nhị thức Newton nha các em nha. Kem nghiêm thì là sử dụng khai triển của nhị thức Newton. Ta có, bây giờ chúng ta sẽ áp dụng công thức nhị thức Newton ở trong cái biểu thức này để chúng ta khai triển ra. Như vậy đây chúng ta có 3x trừ 4 mũ 17 nó sẽ bằng cái gì các em nè? Bạn nào đọc được nè, C gì? Có phải là đầu tiên là chạy từ 0 không? Chứ tới n k đây là 0 và n đây chính là 17, có đúng chưa nào? Đó, như vậy thì số hàng thứ nhất của chúng ta là mũ gì đây em? Đó chính là 3x mũ 17. Còn anh đây mũ 0 thì khỏi cần viết, được chưa? Cộng c 1 17 thì đây sẽ là 3x mũ 16, có đúng như nào? Và ở đây sẽ là âm 4 mũ 1 cho tới cộng chấm 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 này, cộng cái cách của chúng ta là C của 17 ở đây, và đây sẽ là gì? Âm 4 tất cả 17, chứ còn anh đây mũ 0 rồi thì không bằng 1 rồi nên không cần phải viết. Các em hiểu nào? Như vậy đối với cái dạng này thì các em sẽ khi đó chúng ta sẽ cho x bằng mấy em? X sẽ bằng 1 các em nhé. Nhưng mà thì khi x bằng 1 ta có, như vậy ta có này, ta thế số 1 vào ở những vị trí có x nha. Như vậy 3 nhân 1 trừ 4 tất cả mũ 17 sẽ bằng C mũ 0 17. Ở đây là 3 nhân 1 tất cả mũ 17 cộng C 1 17 ở đây, nhân cho 3 nhân 1 mũ 16, nhân ở đây cho âm 4, cộng không? Chấm 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 cộng C 17 nhân 17 ở đây, chập 17 ở đây, âm 4 mũ 17, có được chưa nào? Đó, bây giờ chúng ta sẽ tính
Chúng ta tính ở cái vế, đây là vế trái và đây là vế phải. Như vậy thì cái vế trái nó sẽ bằng là 3 nhân 1 trừ 4 tất cả mũ 17. 3 nhân 1 là 3 trừ 4 mũ 17. Nó sẽ bằng là âm 1 mũ 17. Mà 17 là mũ lẻ. Mũ lẻ nên là âm 1 này sẽ bằng là âm 1. Như vậy thì cái vế trái này là bằng âm 1, chứng tỏ cái vế phải này khi chúng ta tính ra nó sẽ bằng âm 1 và bằng đúng với vế trái. Nghĩa là vế trái bằng vế phải. Các em hiểu nào? Nên sao nào? Nên cả cái vế phải này, nên là C của 017 này 3 nhân 1 mũ 17 1 7 cái tổng nha, tổng của các hệ số của các cái đa thức này phải bằng mấy? Sẽ bằng âm 1. Các em hiểu nào? Vậy tổng các hệ số của đa thức nhận được bằng âm 1. Được chưa? Bài số 5 nghe. Được chưa? Ok, như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em nhé. Trong clip tiếp theo thì sẽ quay tiếp cho em ở cái bài số 6 em nhé. Ok, cảm ơn em. Bye bye nha.